1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ê, đi đậu, cậu tính nhân kiểu gì vậy? 9 x 3 phải bằng 27 chứ. Yes. Tôi thấy học bảng tiểu chương khó lắm. Không khó đâu. Để Lizzy hướng dẫn cho cậu một cách tính bảng cửu chương cực nhanh. Đầu tiên, cậu hãy viết bảng cửu chương ra. Tiếp theo, viết các số từ 0 đến 9 ở hàng chục. Hàng đơn vị sẽ viết các số từ 9 đến 1. Đấy, vậy là cậu có thể dễ dàng nhớ bảng cửu chương của 9 rồi. Số nào chia hết cho 3? Để hỏi chủ tịch vậy. Các cô bảo em chọn cái này, em không chọn cái này mà em lại chọn cái này. Một mẹo nhận biết một số chia hết cho ba. Yes.